Hello mọi người, xin chào các berries của Mina. Và ngày hôm nay thì Mina rất là buồn ngủ. Sẽ rất là khác so với những video khác là Mina hay bảo là Mina rất là hào hứng để có thể quay video này cho mọi người. Nhưng mà mặt của Mina nghĩ là nó cũng hơi sưng một chút. Và nãy thì Mina cũng có order ly cà phê caramel macchiato. Mina cũng đã bớt gọi là ngáy ngủ rồi. Nhưng mà Mina muốn khoe mọi người mái tóc này. Nếu như bạn nào chưa biết là Mina đã nhuộm xong một vòng tóc mới. Và ngày hôm nay cũng là đã là ngày 30 tháng 12 rồi. Và ngày mai nữa thôi là đã sang năm 2022. Nên là Mina muốn quay một chiếc Get Ready With Me vào buổi sáng như này với mọi người. Khi mà Mina vẫn còn ở Mia Boutique. Và thực sự là Mina cũng cảm thấy trong người nó cũng hơi lạ lạ. Chắc là có thể là bởi vì mái tóc này và một vài số vấn đề khác. Và cũng đừng quên nữa là hãy xem tới hết video để có thể tham gia vào chiếc giveaway vào cuối video nhé. Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Let's go. Và đây cũng là gương mặt của Mina sau khi mà mình đã đánh răng rửa mặt cả rồi. Bước đầu tiên trong cái chu trình dưỡng da buổi sáng ngày hôm nay thì Mina sẽ bắt đầu với bước toner. Và đây là chiếc toner. Và đây là em toner của Declare. Mina thấy em này mỗi khi Mina sử dụng xong thì thực sự là Mina cảm thấy da của Mina rất là ẩm mịn. Và cái quan trọng là nó cũng cân bằng cái độ pH cho mình nữa. Nên là cái da mặt mà nó ẩm mịn này thì make up lên hoặc là làm bất cứ cái gì thì nó cũng rất là thích luôn. Tại vì ở nhà Mina thì không có cân nên là Mina mới thấy chiếc cân ở khách sạn ấy. Thì trong 3 ngày qua là Mina cũng có một cái sự bất ngờ rất là to lớn. Ngày trước ấy, khi mọi người hay hỏi Mina là chị Mina bao nhiêu cân thì Mina vẫn trả lời là 54-55 cân. Tại vì đó là cái số cân mà Mina vẫn hay giữ được ấy. Và mình vẫn duy trì cho tới tận những đầu năm nay. Nhưng mà ngày hôm qua có một cái sự thật kiểu rất là sốc luôn. 2 ngày hôm trước là Mina cân là nó là chạm mốc 60 cân mọi người. Thực sự là phải quý mọi người lắm Mina mới chia sẻ thông tin này nhá. Thì thực sự là lúc đấy cũng không sốc lắm. Nhưng mà chỉ có điều là mình không nghĩ là nó lại là 60. Nó có thể là chỉ cho mình là 59 chẳng hạn. Nhưng mà không đâu mọi người. Nó là 60kg. Oh my god. Cái ngày đầu tiên Mina tới đây là Mina bị dâu quật tới ngày ấy. Cho nên là lúc đấy là cái bụng của mình nó cũng kiểu trương một chút. Thế nên là ngày hôm nay khi mà đã mọi chuyện đã xong hết rồi, mình đã được tự do rồi. Chiếc cân nó đã báo với Mina là Mina nặng 58kg. Mọi người có thấy vui không? Chứ Mina là vui lắm. Mina đang muốn ăn uống healthy, ăn uống khỏe mạnh một chút để có thể có được một cái thân hình nó khỏe mạnh hơn để đầu năm này mình có thể đi du lịch nhân dịp sinh nhật của Mina. Thì đấy. Và Mina nghĩ là chắc là rất là nhiều bạn sẽ rất là sốc khi mà Mina kiểu công khai rằng là 3 ngày trước mình nặng là 60kg và ngày hôm nay là mình nặng 58kg. Mina đã chuyển từ size M mà sang size L đó. Và sau khi mà mình đã chấp nhận thì mình sẽ xem là nếu như mà cơ thể của mình nó phát phì quá hay như thế nào đấy thì mình sẽ cải thiện. Nhưng mà nếu như mà mình vẫn cảm thấy sức khỏe của mình tốt và mình vẫn không có bị vấn đề gì về sức khỏe thì Mina sẽ accept it và vẫn yêu cái cơ thể của mình. Mình không cần phải cảm thấy là của mình phải mặc vừa cái size S hoặc là size M. Những quần áo là sinh ra để dành cho mình chứ không phải là mình sinh ra là để phải mặc size M hay là size S. Thế nên là khi mà Mina lúc trước là Mina cũng chỉ nói thôi,
Nhưng mà tới ngày hôm nay thì Mina nghĩ là Mina đã phải thực hành rồi. Mina mặc xe L và Mina cảm thấy rất là bình thường. Mina vẫn cảm thấy rất là yêu bản thân mình và không có một cái gì kiểu mình không cảm thấy vì mình phải so sánh với một ai, kiểu hay là bạn bè mình mặc xe S mà bây giờ mình mặc xe L. Hoặc là Mina biết cái cảm giác khi mà ngày trước ấy, khi mà mình hay nhắn tin trên Instagram cho các shop là các vòng ba vòng của mình là 85, 65, 90, thì bây giờ mình không còn nói ra được như vậy nữa, mà mình có thể nói là 89, 72, 96. Thì chỉ có một vài lần đầu Mina nhắn tin thì Mina cảm thấy hơi ngại ngùng thôi, nhưng mà những lần sau thì mình cảm thấy là đâu có gì để ngại đâu, xe L thì đã sao đúng không, nên là mình cứ tự tin vào những gì mình có. Và đôi lúc mình cũng sẽ đây ngày hôm nay mình cũng có cân lại cái số kilogram của mình, thì mình thấy là 58 kilogram, ok, để mình dành thời gian hơn để mình đi tập yoga này, tập gym, và rồi mọi thứ nó sẽ đi vào quỹ đạo của nó thôi. Quan trọng là không bao giờ được mất niềm tin vào chính mình mọi người ạ. Và mình luôn luôn xinh đẹp và mình luôn luôn rạng ngời, thế là đã đủ rồi. Còn cho dù có ai nói mình như thế nào ấy thì cũng kệ thôi mọi người, không quan trọng đâu. Mina đã hoàn thành xong bước toner rồi. Và bước thứ hai mà Mina sẽ làm trong cái skincare của mình ngày hôm nay sẽ là em AHC serum này. Và đây là một cái em serum dưỡng trắng da Mina rất là tin tưởng của nhà AHC và thuộc dòng Peony Bright. Thường thường thì Mina sẽ apply lên mặt luôn, nhưng mà ngày hôm nay để làm trước mọi người thì Mina sẽ đổ nó ra tay. Kết cấu của em này nó rất là lỏng mọi người, cho nên là mọi người sẽ phải apply cho nó nhanh nhanh và để cho mọi cái dưỡng chất nó được thẩm thấu vào da luôn. Khi mà Mina dùng cái em này, cái mùi hương của nó mang cho Mina một cảm giác kiểu nó rất là xa xỉ. Nó giống như là những cái sản phẩm Dior hoặc là Chanel. Khi mà mình đi test các sản phẩm ở trong store, sau khi mà apply cái serum lên thì nó tạo ra một cái độ sáng rất là tự nhiên. Nó sẽ khiến da mặt của mình glowing một chút nữa. Và bước số 3 cũng là một bước rất là quan trọng với Mina ngày hôm nay. Tại vì một cái làn da mà được cấp nước đầy đủ này và được đàn hồi thì là một cái làn da đẹp nhất của người con gái. Nên là ngày hôm nay thì Mina sẽ không thể nào thiếu được bước kem dưỡng ẩm. Và đây là em kem dưỡng ẩm mà Mina có mang theo trong ngày hôm nay của nhà Dr. DYK. Và đây là một sản phẩm có tên là Water Drop Cream. Và Mina thực sự rất là thích em này ở cái tên của nó. Tại vì mỗi lần mà đọc cái tên của nó xong ấy là mình sẽ cảm giác là sẽ có kiểu drop nước kiểu tắp thẳng vào mặt của mình và sẽ giúp da của mình căng mọng ngay. Và công dụng chính của nó là sẽ cấp ẩm gấp 3 lần cho chúng ta nhờ cái công thức rất là mới có tên là Hydra Bomb. Mina thực sự rất là thích cái em này mỗi khi mà Mina cần đến đâu đấy xa và gặp tình trạng thiếu nước và da bị bong chóc ấy. Và như mọi người thấy thì để Mina lấy nhiều một chút cho mọi người xem. Và khi mà lấy kể cả nhiều hơn một chút như thế này thì nó không có hề bị tràn ra hoặc là bị đổ xuống. Cái chất gel rất là đã luôn, và kiểu nó sẽ gia cố cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta, và từ đấy thì nó sẽ hạn chế cái việc là da của chúng mình bị thoát nước, kể cả khi mọi người sẽ make up sau đấy. Khi mà Mina vừa apply lên mặt ấy thì nó có một cảm giác rất là mát lạnh, rất là sảng khoái. Và nếu như mọi người vẫn còn ngái ngủ ấy thì chắc chắn là sau khi mà sử dụng cái bước này xong ấy thì mọi người sẽ thức tỉnh luôn, tại vì nó quá là đã. Khi mà Mina vừa massage, Mina đã ngửi ngay cái mùi một chút hương phấn rất là thơm nhẹ và cảm giác kiểu như là mình rất là cảm thấy an toàn khi mà sử dụng lên da ấy. Và khi mà massage thì cái em dưỡng ẩm này thì nó có một chút khác so với những cái em kem dưỡng ẩm khác là nó sẽ tốn hơn một chút thời gian để có thể thẩm thấu và để da của mình được ăn dưỡng chất. Mình sẽ massage thật là đều tay này, và trong lúc mà massage thì cũng tranh thủ gọi là làm một vài cái động tác massage để nâng cơ luôn cũng được. Và thường theo cái kinh nghiệm sử dụng của Mina ấy thì cái em này đợi một chút từ 4 tới 5 phút thì em nó sẽ khô hoàn toàn. Nên là nếu như mọi người có massage lâu hơn một chút thì cũng đừng có lo lắng nhé. Và có một điểm nữa mà Mina rất là thích em này và muốn recommend cho mọi người sử dụng trong video là em nó có một công nghệ mới, chính là công nghệ 3M, và nó sẽ phù hợp với mọi loại da này và phù hợp với mọi loại tuổi. Và cái cuối cùng nữa là nó cũng phù hợp với mọi môi trường và cái thời tiết mà chúng mình sẽ đến. For you, pick the move that I want. Bad boy with a good vibe.
bây giờ thì Mina đã apply cái em kem dưỡng ẩm xong rồi, và cái da của Mina kể cả sau khi mà mình apply xong và nó đã thẩm thấu xong thì mình vẫn cảm giác da của Mina nó vẫn rất là mát. Nói chung là một cảm giác rất là thích mọi người ạ. Bây giờ thì Mina sẽ đợi cho nó thẩm thấu thêm một chút để da được ăn nước. Bước tiếp theo thì Mina sẽ sử dụng em Tone Up Cream kết hợp với lại là SPF chống nắng này của nhà Innisfree. Và lần trước thì Mina sử dụng một cái hũ mà nó không có SPF, và đây cũng là một cái sản phẩm Mina cảm thấy mỗi khi mà sử dụng ấy thì nó giúp mình tự tin hơn vào làn da của mình, và mình không có cần phải sử dụng quá nhiều những cái sản phẩm make up để che phủ làn da của mình nữa. Mina vẫn sẽ mua tiếp nếu như mà nó hết. Massage vùng nào thì sẽ tập trung ở vùng đấy, nếu không thì nó sẽ khô và nó sẽ không có tán được đều. Cứ nghĩa là thay vì mình miết thì ban đầu mình sẽ pat, mình pat 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 như thế này để nó dàn trải ra, rồi sau đấy thì mình mới miết. Mina vừa mới đi xung quanh chụp hình. Bây giờ mình đã chọn ra được một chỗ ngồi đây để có thể ngồi ăn trưa. Mà ngồi ở đây rất là thoải mái luôn. Cái này chưa phải cá hồi mọi người, cái này là bánh mì thôi. Chờ đợi mòn mỏi món cá hồi 395.000. Đói mọi người. Mọi người ơi, cuối cùng thì tiết mục giveaway cũng đã tới rồi. Giải thưởng thì Mina sẽ gửi tặng một em cream của Dr. DYK cho một bạn may mắn nhất trong video ngày hôm nay. Và Mina rất là mong rằng mọi người sẽ tham gia và có thể thử nghiệm và có thể trải nghiệm em này nhá. Bởi vì Mina đã rất là thích. Và đây, cái lớp nền của Mina bây giờ nó vẫn rất là căng bóng và nhìn rất là tự nhiên và ẩm mịn. Thế nên là Mina cũng muốn gửi lời cảm ơn mọi người tới những ai đã xem tới hết video này. Hello mọi người, và bây giờ thì khi mà Mina đang quay video này cho mọi người ấy, thì đã bước sang năm 2022 rồi. Và kiểu nhìn đi nhìn lại mới đây vài ngày trước thì mới 2021 thôi, mà bây giờ ngồi đây đã là 2022 rồi. Thì Mina thực sự rất là muốn gửi một cái lời chúc năm mới tới mọi người. Và Happy New Year guys. Mina mong rằng đêm giao thừa mọi người đã đón cùng với gia đình này, với người thân hoặc là với những người yêu thương mình nhá. Và đã có một cái ngày thật là tuyệt vời. Và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Stay in touch. XO. Bye bye. Caught me at first sight. I know that I could be the one to change your life. Worse off or better. Pardon me, where are my manners? It's a pleasure to meet you. Can't help it in my eyes.